Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mà Máu Việt Nam. Hôm nay mình sẽ đem đến cho bạn một website đầu tư rất là tuyệt vời. Vốn đầu tư chỉ khoảng 6 đô. Nó khá là giống với CryptoHand mà hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn. Thì bạn nào mà đã chơi CryptoHand ấy, thì các bạn chắc chắn đã thấy được cái khả năng kiếm tiền rất tuyệt vời từ nó. Thì cái website này nó ra sao? Nó tận dụng được những cái điều tuyệt vời từ CryptoHand và nó còn chỉnh sửa một số cái giúp chúng ta có thể kiếm tiền nhanh hơn CryptoHand rất là nhiều. Thì cái website này nó là lkmillion.money các bạn. Ở CryptoHand ấy, thì cái sơ đồ của nó sẽ là ba chân đó các bạn, ba chân. Còn ở cái Million này ấy, thì nó chỉ có hai chân nên là tốc độ tràn tầng của nó sẽ nhanh hơn so với CryptoHand các bạn. Ở đây thì cái này, cái Million này thì ngày hôm nay thì ở Việt Nam chúng ta mới biết đến. Khi mình đăng ký ấy, thì chỉ một 30 phút sau là mình đã đủ hai chân ở đây rồi đó các bạn thấy không? Đó, mặc dù mình chưa tuyển dép nhé, mình chưa làm video để giới thiệu với các bạn đó, mình chưa kịp làm video để giới thiệu các bạn mình đã đủ hai chân rồi và mình đã nâng cấp lên cái level 2 rồi. Ở đây mình sẽ cho các bạn thấy. Đấy, mình đã lên level 2 rồi các bạn. Đấy. Và chắc chắn rằng không lâu nữa chắc chắn mình sẽ lên được level 3, level 4, level 5 rất nhanh. Thì mình cũng là một trong những người đầu tiên là đăng ký cái Million này nên là cái tốc độ của nó rất là nhanh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn về cái Million Money. Thì cái Million Money này nó cũng tương tự như CryptoHand. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái ví chốt của sàn Binance. Và khi mà chúng ta được tràn tầng hoặc là chúng ta tuyển được rep ấy thì tiền sẽ chuyển thẳng về ví của chúng ta. Nên là chúng ta yên tâm sẽ không lo mất tiền ở trong cái ví chốt nhá, vì ví nó là của sàn Binance, một sàn rất là lớn nên là chúng ta yên tâm về cái điều đó, tiền sẽ chuyển thẳng về ví, chúng ta không cần phải rút. Đây là cái bảng thống kê mà cái Million Money này nó thống kê sẵn cho chúng ta. Ở cấp độ 1, chúng ta sẽ chuyển 0.03 ETH cho người giới thiệu của chúng ta. Thì lúc này chúng ta có thể giới thiệu ra được hai người và mỗi người sẽ chuyển cho chúng ta 0.03 ETH, thì chúng ta có tổng là 0.06 ETH nhé. Thì lúc này để nâng cấp lên level 2 thì chúng ta sẽ chuyển 0.005 ETH lên tuyến trên, thì lúc này chúng ta sẽ lãi là 0.01 ETH từ cái cấp độ 1 đúng không ạ, tương đương với 2 đô. Tương tự ở cái cấp độ 2 ấy, thì giá sẽ là 0.05, chúng ta sẽ giới thiệu ra được 4 người thì lúc này tổng chúng ta sẽ thu được là 0.2 ETH. Thì lúc này chúng ta sẽ chuyển 0.01, chúng ta sẽ chuyển 0.1 ETH để nâng cấp lên level 3. Thì lúc này chúng ta sẽ lãi là 0.1 ETH tương đương với 22 đô. Đó, các bạn thấy không? Thì lúc này ở level 3 chúng ta sẽ mất phí nâng cấp là 0.1 ETH. Chúng ta sẽ giới thiệu được 8 người và lúc này chúng ta sẽ có 0.8 ETH. Thì chúng ta sẽ mất là 0.4 ETH để nâng cấp lên level 4. Thì lúc này chúng ta sẽ lãi ra là 0.51 ETH tương đương với 102 đô. Thì ở cấp độ 4, phí nâng cấp là 0.4 ETH. Chúng ta sẽ giới thiệu ra được là 16 người. Và lúc này chúng ta sẽ thu được là 6,4 ETH. Và lúc này thu nhập của chúng ta sau khi chúng ta trừ cái nâng cấp lên level 5 ấy là 1.008 đô. Các bạn thấy thật vậy không ạ? Và ở cấp độ 5 chúng ta sẽ mất phí là 1 ETH. Lúc này chúng ta sẽ giới thiệu ra 32 người và tổng chúng ta sẽ thu được là 32 ETH. Và lúc này chúng ta sẽ có thu nhập sau khi trừ cái phí nâng cấp lên level 6 là 34,9 ETH tương đương với 6.980 đô. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Ở level 6 chúng ta sẽ mất 2,5 ETH là phí nâng cấp. Thì lúc này chúng ta sẽ quay trở lại giới thiệu ra hai người ở cái giống như cái cấp độ level đầu tiên ấy, level 1 ấy. Nhưng mà lúc này số tiền nó sẽ cao hơn nhé.
tư nhân thì chúng ta sẽ mất phí là 5 ETH để chúng ta nâng cấp lên cấp độ 7. Tức là chúng ta giới thiệu được 4 người. Và lúc này chúng ta sẽ thu được là 20 ETH. Sau khi trừ đi 10 ETH để nâng cấp lên cấp độ 8 thì lúc này chúng ta sẽ thu vào là 44,9 ETH, tương đương với 8.980 đô. Ở cái cấp độ 8 ấy thì chúng ta sẽ mất là 10 ETH phí nâng cấp, và chúng ta sẽ giới thiệu 8 người. Lúc này chúng ta sẽ có là 80 ETH. Thì lúc này chúng ta sẽ có lãi là 104,9 ETH, tương đương với 20.982 đô. Và cấp độ 9 chúng ta sẽ mất 20 ETH để nâng cấp. Thì lúc này chúng ta sẽ giới thiệu ra được 16 người và chúng ta sẽ thu về là 320 ETH. Và lợi nhuận sau khi trừ cái phí nâng cấp để nâng cấp độ 10 thì chúng ta sẽ có là 284,9 ETH. Nó tương đương với 56.980 đô la. Và ở cấp độ 10 chúng ta sẽ mất phí nâng cấp là 40 ETH. Chúng ta sẽ có quyền giới thiệu ra là 32 người. Và lúc này chúng ta sẽ thu được là 1.280 ETH. Và chúng ta tổng lợi nhuận của chúng ta đến cấp độ 10 này sẽ là 1.562,9 ETH. Thì nó tương đương với 312.000 đô. Một con số rất là khủng khiếp các bạn ạ. Đó. Và cái này khi mà nó hết được cấp độ 10 này thì cái này nó sẽ lại quay trở lại ban đầu. Nên là cái này nó sẽ chúng ta sẽ không bao giờ lo sợ cam các bạn ạ. Nó cũng giống như là CryptoHand thôi. Cái người đầu tiên sẽ là chủ website, và khi mà càng nhiều người vào thì chủ website sẽ càng thu được nhiều tiền. Và cứ hết thì nó lại quay trở lại. Nên là chủ website sẽ không bao giờ đóng website như các dạng đầu tư thông thường như các bạn. Vì ở đây chủ website không phải trả lại cho chúng ta. Chúng ta không phải đầu tư chủ website, mà chúng ta đầu tư, và cái này là nó sẽ lấy người sau trả cho người trước. Nên là chủ website nó cũng không phải trả lại cho chúng ta. Nên là chắc chắn là nó sẽ không bao giờ muốn đóng cái website này, trừ khi là nó bị hack thôi các bạn. Và ở trong cái website này thì nó cũng không có tiền, nên là chắc cũng chả ai hack cái này làm gì đâu. Tại vì tiền nó sẽ ở trong ví trước hết rồi đúng không ạ? Có hack website thì cũng chả có tiền để mà lấy, nên là sẽ chả có ai muốn hack website này làm gì. Ok, các bạn đã thấy được là chúng ta có khả năng kiếm được rất nhiều tiền từ website này các bạn. Ban đầu chúng ta chỉ có bỏ ra là 0.03 ETH, nó tương đương với tầm 6 đô. Và cái cơ hội mà chúng ta có thể nhận được là 312.580 đô. Số tiền nó rất là khủng khiếp đúng không ạ? Tuy nhiên mà để mà đạt được cái con số này thì nó đòi hỏi là chúng ta phải lấp đầy 10 tầng này. Thì cái số này nó hơi khó, nhưng mà kiếm 1.000 đô thì chắc chắn là sẽ rất nhiều người làm được. Cái đó là điều chắc chắn. Thật ra hiện tại thì cái này nó đang rất là hot các bạn. Rất là các bạn xem video các bạn có thể thấy là cái group Zalo liên tục có người comment đúng không ạ? Đó. Các bạn có thể thấy độ hot của nó là cái group Zalo mình tham gia này liên tục có người comment luôn. Đó. Độ hot của nó đang rất là hot. Và chúng ta tham gia ngay nhé. Thì cái Million Money này nó cũng giống như CryptoHand. Nó sẽ sử dụng ở cái ví chốt của sàn Binance. Thì khi mà chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ chuyển ETH trực tiếp cho tuyến trên vào cái ví chốt nó. Nên là chúng ta sẽ không lo mất tiền, mà tiền đã ở ví chốt rồi, nó chứ nó không ở website. Nên là chúng ta có được ép hoặc là có ngược người tràn tầng là chúng ta sẽ có tiền ở trong ví rồi. Nên là chúng ta sẽ không lo mất nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đăng ký. Ok. Để đăng ký cái LK Million này thì cũng tương tự như cái CryptoHand ấy. Bạn nào mà đăng ký CryptoHand rồi thì các bạn sẽ dễ dàng đăng ký cái Million này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái ví chốt và chúng ta sẽ chuyển Ethereum vào cái địa chỉ ví của Ethereum. Các bạn vào đây. Và các bạn ấn vào chỗ nhận này. Sau đó thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví Ethereum và các bạn sẽ lên sàn tiền ảo hoặc là Remitano hoặc là Fiat Hub, hoặc là bạn nào có sẵn ETH rồi thì các bạn sẽ chuyển vào đây. Và ở cái
million này thì chúng ta chỉ cần 0.03 ETH nó vào khoảng 6 đô đó. Nhưng mà nó còn mất phí nên là chúng ta sẽ chuyển vào là 0.04 ETH nhé. Đó, thì các bạn sẽ chuyển tiền vào đây. Khi ấy, ở đây mình đã có tiền rồi nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký luôn. Thì sau khi các bạn đã chuyển tiền vào cái ETH này là 0.04 ETH thì chúng ta sẽ ấn vào cái đáp này. Đây nó là cái trình duyệt trong cái ví chớt này. Chúng ta sẽ ấn vào ô tìm kiếm ở trên đầu này. Sau đó chúng ta sẽ dán cái link liên kết của tuyến trên vào đây. Thì link của mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn OK, ấn tải trình duyệt. Thì ở cái ô màu xanh này chúng ta sẽ dán cái địa chỉ vì ETH của chúng ta vào đây, là cái địa chỉ vì ETH của chúng ta cũng chính là cái địa chỉ đăng nhập vào tài khoản của chúng ta. Để mà lúc này chúng ta sẽ quay lại chỗ ví và chỗ Ethereum, ấn vào nhận và chúng ta sao chép cái địa chỉ ví ETH của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại cái chỗ đáp này và chúng ta sẽ ấn vào cái số 1 trên này. Đó thì nó sẽ hiện ra cái trình duyệt mà chúng ta đang thực hiện ở trên này. Sau đó chúng ta sẽ dán địa chỉ ví ETH của chúng ta vào đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào cái dòng màu xanh này. Cái này nó bằng tiếng Nga các bạn. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn vào cái dòng màu xanh ở đây. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ chuyển 0.03 ETH lên cái địa chỉ của người giới thiệu cho chúng ta. Thì cái này cũng giống như là cái crypto hand ấy. Thì cái người mà chúng ta sẽ chuyển 0.03 không nhất thiết là cái người mà giới thiệu chúng ta. Khi mà cái người giới thiệu chúng ta ấy, họ đã có đủ hai người bên dưới rồi ấy, thì khi mà chúng ta đăng ký thì nó sẽ tràn xuống bên dưới. Tương tự khi các bạn đăng ký ấy, khi mà mình mà đủ hai người hai bên rồi ấy, thì những người tiếp theo sẽ tràn xuống phía dưới. Thì khi đó thì bạn thì khi đó các bạn đăng ký sớm thì các bạn mặc dù các bạn chưa tuyển được ai nhưng mà có thể tràn từ bên trên xuống là các bạn cũng nhận được hoa hồng rồi nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào chấp thuận này. OK, nó đã báo là gửi thành công đấy ạ. Như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công cái LK Million này. Đó. Đây là giao diện chính của nó khi chúng ta đăng ký thành công này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái chỗ ngôn ngữ ở góc phải này, chúng ta chuyển sang tiếng Anh cho nó dễ nhìn hơn. Ở dưới này thì level 1 thì khi chúng ta đăng ký là chúng ta đã mua level 1 thành công này, đó. Còn cái level 2 thì có giá trị là 0.05, thì khi mà chúng ta đủ hai người ở cái level 1 rồi ấy, thì chúng ta sẽ phải nâng cấp lên level 2 để chúng ta có thể tiếp tục nhận hoa hồng và tương tự như cái level 3, 4, 5 cũng vậy. Cái này mới đầu sẽ tràn tuyến rất là nhanh nên là các bạn cần lưu ý là các bạn kiểm tra tài khoản thường xuyên. Để khi mà chúng ta đủ đủ điều kiện lên level thì chúng ta phải nâng cấp ngay lên level tiếp theo để chúng ta còn có thể nhận được hoa hồng. Nếu mà các bạn nâng cấp chậm, người bên dưới của các bạn nâng cấp trước thì chúng ta sẽ mất mất cái hoa hồng của người đó nha các bạn. Nên là các bạn lưu ý. Cái này nó còn rất mới nên là tốc độ nó lan truyền rất là nhanh. Thì các bạn đăng ký thì các bạn lưu ý là chúng ta cần chú ý vào kiểm tra thường xuyên để chúng ta nâng cấp level kịp thời nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ partner này để chúng ta lấy link liên kết và chúng ta giới thiệu cho mọi người. Đó. Đây chúng ta sẽ copy link liên kết này để giới thiệu cho mọi người. Thì link liên kết của mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì các bạn nhanh chóng tham gia đăng ký để có thể giữ được vị trí sớm nhất để có thể hưởng tràn tầng về sau.
Cái này nó chỉ có hai chân thôi các bạn, không giống như CryptoHand. Cái CryptoHand thì nó có ba chân nên là cái tràn tuyến nó sẽ lâu hơn là cái Million này. Ở cái Million này thì nó hai chân thì hai người, nó sẽ nhanh đầy hơn và nó sẽ nhanh chán hơn. Nên là đây là cơ hội rất là tốt cho những ai đăng ký sớm. Cái này nó mới xuất hiện vào ngày hôm nay thôi, nên là các bạn cần đăng ký ngay nhé. Ok, và như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn về Million và hướng dẫn các bạn đăng ký. Đây là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta kiếm tiền đối với những ai mà đã biết đến CryptoHand nhưng mà chúng ta chậm chân. Thì ngày hôm nay cái Million này nó cũng tương tự như vậy, và vốn đầu tư nó còn thấp hơn CryptoHand, và cái tràn tuyến của nó cũng sẽ nhanh hơn vì nó chỉ có hai người tuyến dưới, còn CryptoHand là ba người. Và cái này nó cũng rất là mới, và cái cách chơi của cái và cái cách chơi của cái CryptoHand với lại cái Million này hiện tại nó đang rất là hot và nó giống nhau, nên là ở cái CryptoHand rất là nhiều người đã biết đến, thì hiện tại họ chuyển sang bên này thì nó rất là dễ, nên là chắc chắn là cái Million này nó sẽ phát triển rất là nhanh, nên là các bạn cần nhanh nhanh chóng đăng ký nhé. Và chúc các bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền với cái Million này. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Mà Môi Việt Nam và ấn vào quả chuông để có thể đón xem các video tiếp theo từ kênh Mà Môi Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.